Để giảm công lao động và tiết kiệm thời gian, không ít nông dân đã sử dụng thuốc trừ cỏ trong trồng trọt. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia bảo vệ thực vật thì chỉ một phần nhỏ của thuốc trừ cỏ được hấp thụ vào cây trồng, toàn bộ lượng thuốc còn lại sẽ ngấm vào đất, hòa tan vào nước ngầm. Việc lạm dụng hóa chất trừ cỏ dẫn đến nhiều những hệ lụy cho sản xuất, môi trường và sức khỏe cộng đồng, đe dọa sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái. Nhưng từ xưa thì cha ông ta đã biết biến dại thành phân bón hữu cơ, và mới đây thì một nhà khoa học bằng phương pháp là lên men vi sinh đã nâng cao hơn nữa hiệu quả cho loại phân bón làm từ cỏ dại này. Đây là trang trại hữu cơ của gia đình tiến sĩ nông nghiệp sinh học Nguyễn Đức Trinh ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Trên diện tích 2 hectare đất bãi ven sông Hồng, tiến sĩ Trinh tiến hành trồng trên 30 loại rau ăn lá, rau gia vị và các loại củ, quả. Điều khác biệt tại trang trại hữu cơ này là lượng cỏ dại khá nhiều, thậm chí có những ô đất chỉ thấy toàn cỏ. Vì là bản thân nó là cùng là một cái cây và nó đã quang hợp và nó đã tích lũy dinh dưỡng ở trong bản thân đấy, nên là mình phải tận dụng cái dinh dưỡng ở trong đấy bằng cách là mình chuyển đổi thành phân và mình lại trả lại cho đất. Thì trong điều trường hợp này cỏ lại có tác dụng. Toàn bộ lượng cỏ dại ở trang trại sau khi thu cắt được đưa vào khu nhà ủ phân Hoài Mục. Thì sau khi mình cắt ra, mình đưa về đây, mình ủ, mình tập đống như thế này. Mục đích của nó là mình để đây để là khi mà mình mua cái phân chuồng ở ngoài về, mình kết hợp với cái này và mình ủ, và kết hợp với là gọi là vi sinh vật, nó sẽ tạo ra phân và trả lại cho đất. Đây chính là dung dịch lên men vi sinh tự chế, được tiến sĩ Trinh dùng để sản xuất ra phân hữu cơ từ cỏ dại và tàn dư thực vật của trang trại. Thành phần của dung dịch này gồm sữa chua hoặc men rượu hay men tiêu hóa kết hợp với mật mía. Để tạo ra loại phân cỏ giàu dinh dưỡng, tiến sĩ Trinh áp dụng công thức 40% cỏ dại và tàn dư thực vật, kết hợp với 60% phân chuồng và phun trộn với dung dịch men vi sinh tự chế. Tạo cho một cái đống ủ là nó có trộn đều được vi sinh vật và là tạo là rửa phân chuồng và cỏ dại là đồng đều ấy, tạo để là làm tăng được cái nhiệt độ của cái đống ủ lên và cùng tạo điều kiện cho vi sinh vật nó hoạt động ấy, thì nó sẽ nhanh ủ, và ngoài ra là nó còn cái vi sinh vật đấy nó còn tác dụng là nó ức chế những vi sinh vật có hại khi mình bón ra đất trồng. Nhờ có phương pháp lên men vi sinh, tiến sĩ Trinh đã biến lượng cỏ dại và phế phụ phẩm hữu cơ của trang trại thành nguồn cung cấp hàng tấn phân hữu cơ cho cây trồng mỗi tuần. Đây là nguồn phân bón an toàn nhưng vẫn rất giàu các loại dinh dưỡng, khoáng vi lượng, trung lượng và đa lượng cho cây trồng. Sau đây là thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vừa có công điện khẩn ứng phó động đất tại huyện Con Long, tỉnh Kon Tum. Công điện của Thủ tướng cho biết vào lúc 14 giờ 08 phút chiều nay, ngày 23 tháng 8, trên địa bàn huyện Con Long, tỉnh Kon Tum xảy ra một trận động đất có độ lớn lên đến là 4,7 độ Richter, gây ra tình trạng rung lắc mạnh, lo lắng cho người dân trong khu vực. Và chỉ khoảng 3 phút sau đó, lúc 14 giờ 11 phút tại huyện này đã tiếp tục xảy ra thêm một trận động đất thứ hai có độ lớn lên đến là 3,6 độ Richter. Đến 15 giờ 2 phút tại huyện Con Long lại tiếp tục xảy ra một trận động đất thứ ba có độ lớn lên đến là 3,7 độ Richter. Như vậy là chỉ trong chiều ngày hôm nay, trên địa bàn của huyện Con Plong đã xảy ra 3 trận động đất liên tiếp. Để kịp thời ứng phó khắc phục hậu quả do động đất, thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành địa phương có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp, tránh gây tình trạng hoang mang cho người dân, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu. Thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước và quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Và trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mới nhất về cơn bão Ma-on đang tiến gần Biển Đông. Thưa quý vị, vào hồi 7 giờ sáng nay ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 122,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, tương đương với 75-102 km/h. Dự báo là bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó sẽ đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông.
Cho đến 7 giờ sáng mai, 24 tháng 8, vị trí của tâm bão sẽ ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông bắc, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 600 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tương đương với 89 cho tới 102 km/h, giật cấp 12. Thưa quý vị, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Từ khoảng đêm nay 23 cho tới ngày mai 24 tháng 8, rãnh áp thấp nối với cơn bão Ma-on đi vào phía Bắc Biển Đông và nâng trục dần lên phía kết hợp với hội tụ gió trên mức là 1.500 m. Do đó, tại các tỉnh Bắc Bộ, đêm nay 23 tháng 8 sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ sẽ có mưa to. Thưa quý vị, theo Cục Bảo vệ Thực vật, thì tại các tỉnh Bắc Bộ, bà con cần lưu ý bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn đang tiếp tục tăng nhanh, nhất là trên những diện tích lúa xanh tốt sau những đợt mưa dông. Và để hạn chế sự phát triển, lây lan của bệnh trên diện rộng, bà con thực hiện tốt một số nội dung sau đây. Bà con lưu ý là thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến phát sinh và gây hại của bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Đồng thời, đối với những diện tích lúa bị nhiễm bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn thì bà con cần phòng trừ kịp thời bằng các biện pháp. Dừng bón đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá, điều chỉnh mực nước trong ruộng thích hợp là từ 5 cho tới 10 cm. Dùng từ 2 đến 3 kg vôi bột trên một sào để rắc khi mà lá lúa còn ướt nhằm sát khuẩn vết thương và hạn chế sự lây lan của bệnh. Ngoài ra thì bà con lưu ý sử dụng một số loại thuốc theo nguyên tắc 4 đúng để phun trừ. Và cuối cùng sẽ là những thông tin chi tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.